Đây là dự án Pi Network ở trên trang X hay còn gọi là Twitter. Các bạn nhìn thấy ở đây lượt follow đã đạt đến con số là 3,3 triệu. Thì cái trang Twitter của dự án Pi Network chính chủ này xuất hiện từ năm 2019, đến nay thì cũng đã gần 6 năm rồi. Và mình chỉ muốn nhắc các bạn để ý đến con chuột này một tí. Đó các bạn xem, mới tham gia vào tháng 3 của năm 2024 thôi, nhưng cái số lượng lượt follow ở trên trang X đã vượt qua được cả dự án Pi Network, và thậm chí nó còn vượt luôn cả Ethereum là một cái đồng coin xuất hiện còn trước cả Pi Network. Đó, xuất hiện từ tháng 1 năm 2014. Các cái đồng coin khác ví dụ như là Shiba Inu, số lượng người theo dõi cũng thậm chí còn thấp hơn rất nhiều so với lại chuột hamster. Đây như là Dogecoin cũng có 3 triệu 9, Dogecoin thì hơn được hamster Combat một chút. Thì cái đường link để tham gia vào cái dự án Hamster Combat này đào ở trên trên kênh Telegram các bạn nhé. Thì mình để ở phía dưới một mô tả clip, các bạn hãy nhanh tay đăng ký. Hiện tại thì mỗi ngày các bạn có thể nhận được 5 triệu cái đồng coin thưởng khi mà thực hiện mở các cái khóa kết hợp ở trên cái dự án Hunter Combat này. Thì Pi Network các bạn phải chờ gần 6 năm vẫn chưa thu được kết quả gì, nhưng với Hunter Combat thì có lẽ cái quãng thời gian mà các bạn có thể thu được tiền từ dự án này nó sẽ nhanh hơn rất nhiều với Pi Network, nên các bạn để ý quan tâm một chút tới con chuột này các bạn nhé. Một dự án rất rất là tiềm năng bên cạnh cái việc chúng ta đào và chờ đợi Pi Network, Open Mainnet trong thời gian tới, thì chúng ta hãy quan tâm đến những dự án nhỏ nhỏ này, nhưng mà biết đâu thu được tiền tiền tươi từ nó còn nhanh hơn là chúng ta chờ đợi Pi Network các bạn ạ.